Em có một ước ao, em có một khát khao, đó là làm biên tập viên. Nhờ một cơ duyên nào đấy mà mình đã được đặt chân đến đài truyền hình Hà Nội. À thực ra là mình nhận được một lời mời phỏng vấn ý mà. Cái chuyên mục mà mình làm khách mời thì đã chiếu từ hôm qua rồi. Nhưng mà nay mới có thời gian thu âm lên để kể chuyện với mọi người. 9 giờ sáng mình đã có mặt ở đài rồi. Theo sự hướng dẫn của mấy anh chị ở đây thì mình đã tìm được trường quay và cũng đã xin phép vào thăm thú rồi đó nha. Lần đầu mình đến những nơi như thế này đấy mọi người. Cũng là lần đầu được làm khách mời được lên TV. Hôm qua thì có chị Thanh Vân sẽ là người trò chuyện với mình trong cái chuyên mục vị khách 18 giờ. Lần đầu mình được làm khách mời nên là có gì mọi người bỏ qua cho nha. Ha, có hình mình đằng sau kìa. Chỗ mình ngồi sẽ là chỗ này. Xung quanh thì cũng có vô vàn những cái thiết bị mà mình cũng không hiểu để làm gì nữa. Mình cũng đã xin phép mọi người ở đây cho mình thực hiện ước mơ hồi bé một lần. Xin chào mọi người đã đến với chương trình Thôi từng đấy đủ rồi. Mình đi lượn quanh quanh vòng vòng cho nó đỡ run đi mà. Vì cái này mà cả buổi tối trước đó mình không ngủ được đấy mọi người. Mặc dù là chỉ có nói vài câu thôi nhưng mà cũng phải đọc kịch bản các thứ cụ thể. Hề là cái lúc trả lời mình ngượng làm luôn, run không biết nói gì. May là có chị Vân rất là chuyên nghiệp cứ gợi ra. Xong là cuộc phỏng vấn cũng kết thúc vui vẻ. Sau đó mình quyết định là ghé Ion Mall nạp chút năng lượng. Tại lâu lắm rồi cũng không ăn sushi mà. Giá mấy loại sushi đợt này thì từ 6k trở lên cơ. Ngoài sushi thì mình mua cả bánh takoyaki nữa. Tại lâu cũng không ăn thế là nhìn thấy rất là nhớ hương vị của nó. Ngoài ra thì cũng gọi thêm mấy cái xiên nữa. 10k một xiên, ăn đã nhất là cái xiên chả này này. Xiên hình bông hoa này thì cũng ok la. Nhờ cái nước ngâm mà chúng nó đều rất là thơm. Bánh takoyaki thì mềm mà ngậy lắm. Mình quyết định là khử hết những cái thứ xung quanh sau đó mới ăn đến sushi. Vì là hiện tại đang đói lắm rồi đấy. Chạy nhảy cả buổi sáng ở cái đài truyền hình. Rất mong sẽ có những lần sau để mình tiếp tục còn chạy nhảy. Giờ thì cho nước tương ra để còn ăn sushi nào. Mọi người nhìn có biết đây là sushi gì không? Nhìn lạ nhỉ? Nó là sushi bò gì đó mình quên mất rồi. Thật ra là có mỗi cái loại sushi đó là mình thấy khác biệt một chút. Còn đâu là toàn mấy cái loại ăn rất là nhiều lần rồi. Phô mai rồi là trứng cá hồi rồi là tôm. Ui, nhưng mà công nhận ăn mấy cái này nó nhanh no. Và ăn nhiều ăn quen cứ bị nghiền luôn.